Với cương vị là nhà tài trợ lưu trú chính thức cho chương trình thì khách sạn Floralee chúng tôi sẽ phục vụ những cái cơ sở vật chất cũng như là những dịch vụ về ăn ở cũng như là nghỉ ngơi cho các thí sinh để đảm bảo cho các thí sinh có những cái thời gian được tập luyện một cách hiệu quả nhất, và đồng thời là suốt thời gian các thí sinh ở bên phía khách sạn Floralee thì sẽ có những kỷ niệm cũng như là những cái trải nghiệm về dịch vụ đẳng cấp 4 sao tại Quy Nhơn. Thưa quý vị, chúng ta đang cùng đến với họp báo khởi động vòng chung kết toàn quốc Miss World Việt Nam 2022. Giữa ban tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 và đơn vị tài trợ lưu trú chính thức.